Xin kính chào toàn thể bà con nông dân, chúng ta lại tiếp tục đến với video mới của công ty máy nông nghiệp Văn Lang. Hôm nay thì công ty bên em sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng khay gieo mạ để có thể gieo mạ cho máy cấy lúa. Hầu hết các loại máy cấy lúa đều có thể cấy được. Các video hướng dẫn gieo mạ sân để cho nó tiết kiệm chi phí thì bên em đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, và đường dẫn thì em có để ở góc màn hình, thì các bác có thể ấn vào cái đường dẫn hiển thị lên và có thể xem video hướng dẫn gieo mạ trên sân. Còn bây giờ bên hôm nay thì bên em sẽ đặc biệt là thực hiện một video gieo mạ khay cho các bác nhé, vì là cái lượng khay mà của các loại máy cấy hiện tại trên thị trường rất là nhiều, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những chiếc khay cấy đấy để cho cấy cho máy cấy lúa Văn Lang. Vấn đề đầu tiên thì về kích thước của khay cấy các bác nhé. Hiện tại công ty máy cấy lúa Văn Lang bên em đang sản xuất và phân phối tất cả các loại khay. Các loại khay hàng sông từ 18 phân này, 20 phân, 23,5 và 28 phân. Đây là các loại khay phổ biến trên thị trường và công ty bên em cũng đang phân phối hết. Đấy. Thì các bác nào có nhu cầu mua thì có thể gọi tới số 0369882973 hoặc là 0974999124. Thì giá tất nhiên là nó sẽ thấp hơn trên thị trường một chút. Bác mua kèm với máy cấy thì giá nó sẽ thấp hơn. Tiếp theo, bên này đây là mạ gieo bằng khay này, rất là đẹp luôn. Chuẩn bị thì chúng ta sẽ chuẩn bị đối với từng loại khay thì sẽ có cái số lượng khay tương ứng cho diện tích cấy khác nhau. Khay càng bé thì số lượng khay cần càng nhiều. Đối với khay hàng sông 20 này thì bên em sẽ sử dụng 12 khay nhựa cho một sào bắc bộ. Thì các bác có nhiều ruộng hơn thì các bác cứ thế mà nhân lên, cứ 12 khay cho một sào bắc bộ. Còn lại đối với khay 23,5 ấy, thì là nó là 10 khay trên một sào. Rồi về khâu chuẩn bị thì chúng ta vẫn chuẩn bị như khi gieo mạ sân bình thường thôi. Đó là bùn pha với vỏ và trấu, 50% bùn, 50% vỏ rồi vỏ trấu, anh trộn trấu đi chưa. Rồi tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều hạt giống. Hạt giống thì chúng ta ngâm ủ nảy mầm một cách bình thường. Bao giờ thì mọng nảy gai dứa. Đây là mọng của bên em hôm nay là vẫn còn là hơi dài, lẽ ra phải gieo từ đêm hôm qua, tối hôm qua thì sẽ là hợp lý hơn. Tuy nhiên thì bên em gieo chuyên nghiệp nên vẫn có thể gieo được, hoặc các bác để dài hơn một chút nữa vẫn gieo được. Tuy nhiên thì nó sẽ khó gieo. Vì vậy chúng ta cố gắng gieo làm sao khi mà mọng nó nảy gai dứa chỉ từ 1 đến 3mm thôi. Đấy là hợp lý nhất. Rồi về khay thì chúng ta sẽ xếp khay thẳng hàng thôi. Xếp khay thẳng hàng và tí nữa chúng ta xếp theo một lần nữa. Đây, ta xếp tiếp tục theo một hàng bên cạnh. Anh bỏ cái viên gạch lên xem. Ta xếp dày vào nhau, dày rít luôn đấy, để cho nó tạo ấy, để cho nó hạn chế tối đa cái khe hở các bác nhé. Vì đây là chúng ta sẽ không sử dụng máy gieo mạ để gieo, mà chúng ta sẽ rắc bằng thủ công. Cho nên là quan trọng là các bác phải xếp khít cái khe này này. Đây các bác xếp khít. Thì cái nhựa khi đúc ra nó không thể tránh cái trường hợp là nó hơi co một tí được. Cái khe này nó sẽ vừa đủ để cái hạt lúa nó không lọt qua được. Tuy nhiên khi chúng ta rắc xong thì có những cái một số hạt nó nằm ở trên này. Đấy, kể cả sử dụng máy để gieo mạ thì người ta sẽ có một cái chổi, người ta lau cái chỗ này đi, người ta xuổi cái hạt xuống dưới mặt khay. Tuy nhiên chúng ta rắc bằng tay thì nó sẽ có cái một phần hạt nó dính ở trên này, chúng ta sẽ lấy cái chổi chúng ta quét xuống, không vấn đề gì cả. Vậy các bác xếp khay lần lượt, anh xếp tí nữa anh xếp. Đợi bây giờ chúng ta sẽ đổ bùn. Về cái tỷ lệ mà tính khối số lượng thóc giống cũng như là số lượng diện tích để mà gieo mạ thì bên em đã gửi công thức đi kèm với máy bằng văn bản cũng như là có một số video hướng dẫn. Nói chung là các bác khi mua máy thì sẽ có cái văn bản hướng dẫn gieo mạ kèm theo. Bên em sẽ gửi công thức tính toán lượng thóc giống cần thiết cũng như là diện tích để gieo và lượng giá thể cần thiết để có thể gieo mạ vừa đủ cho cái lượng ruộng mà bà con sở hữu. Và khi mà gieo thì bà con hãy gieo dư ra một chút, chứ không nên gieo mỗi một đơn vị chúng ta gieo thừa ra thì nó sẽ thừa rất là nhiều. Mà chúng ta gieo đủ theo công thức và sau đấy gieo dư công thức ra một chút thì nó sẽ hơn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gieo. Vậy thì như công ty Văn Lang bên em luôn hướng dẫn cho bà con khi gieo mạ để dành cho máy cấy là chúng ta nên gieo, tốt nhất là nên gieo độ dày của bùn dao động từ 1,4cm đến dưới 2cm là thích hợp nhất cho tất cả các cây lúa. Chúng ta không nên gieo bùn quá dày. Đây, cái khay bên em sản xuất thì luôn luôn có một cái vạch. Các bác có thể nhìn thấy cái khay gieo mạ của bên em là có một cái vạch định hình ở trên này, có một cái vạch đánh dấu ở trên này. Các bác nhìn thấy cái con vạch. Thì đối với những cái khuôn đúc ra cái khay nhựa này của Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài về thì nó cũng có một cái gạch như thế này. Và công ty bên em cũng sản xuất cái khay có cái gạch như thế này. Mục đích tại sao ạ? Tại sao người ta lại sản xuất cái gạch vậy? Là người ta giới hạn cái mức độ bùn hoặc đất hoặc giá thể nó chỉ nằm xấp xỉ cái vạch này thôi. Chứ nhiều người là không biết sử dụng, hoặc là các người ta gieo, người ta gieo cái cho các bác ấy, người ta sẽ không để ý, người ta bỏ qua cái chi tiết đấy, người ta gieo gần đầy mặt khay, gần đầy mặt của cái khay mạ này. Thế thì khi tại sao chúng ta không gieo đầy? Người ta gieo khay là người ta sẽ xếp 2-3 cái khay chồng lên nhau và người ta bê, đúng không ạ? Xếp như thế này cho tối giản cái diện tích gieo, tiết kiệm diện tích gieo.
và khi cây mạ nó phát triển chúng ta sẽ bỏ ra và thả ra ngoài ruộng hoặc thả ra ngoài diện tích lớn. Thế thì nếu chúng ta đổ nhiều đất quá, cây mạ nó sẽ bị đè xuống rất là khó lên, và nó sai với cái nguyên tắc để gieo mạ bằng cái khay này. Vì vậy công ty bên em để cái vạch này rất là rõ, vạch bà con nhìn nó có cái vạch đúng không ạ, tất cả khay đều có cái vạch để chúng ta chỉ lượng đất, lượng giá thể chỉ bằng hoặc xấp xỉ cái vạch này cao hơn một chút thôi, không nên là đầy hẳn khay nha bà con nhé. Như các bác nhìn đây này, cái mạ ký mạ gieo bằng khay bên em rắc bằng tay mà bùn đong bằng cao bình thường này, bác nhìn bùn nó rất là vừa phải, dễ nó bám rất là chặt đấy, bùn nó rất là vừa phải, chỉ từ 1,4 đến dưới 2 cm thôi, không đòi hỏi tuyệt đối nhưng nó được dao động trong cái khoảng đấy, tối đa chỉ đến 2 phân thôi, không nên gieo dày hơn. Để gieo mạ cho nó thật chính xác cái lượng giá thể, độ mỏng, độ dày mỏng của giá thể, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái gáo nhựa, cái ca nhựa này chúng ta có thể mua ở tất cả các tiệm tạp hóa đều có các bác nhé. Bác ra bảo bán cho cái ca gội đầu ấy, lấy cái ca nhựa này để em cầm cái ca quay cho các bác xem. Đấy, cái ca nhựa đây nhé, thì chúng ta sẽ là lúc chúng ta tất cả nó đều phải có cái thước đo hết, chúng ta không có căn cứ để đo, chúng ta sẽ sử dụng cái ca nhựa này để đo. Hoặc các bác sử dụng cái ca nhựa gì cũng được, nhưng mà cái ca nhựa này nó dễ đong, nó có cái tay cầm này chúng ta sẽ đỡ bẩn, tay nó đỡ bẩn. Đấy, chúng ta có thể sử dụng nhiều loại khác nhưng mà ưu tiên sử dụng cái gáo nhựa này, cái này gieo rất là dễ. Rồi để mà đong cho chuẩn chúng ta sẽ cứ một gáo là một khay. Đấy, chúng ta sẽ đổ lần lượt 4 kg thì nó tương ứng với khoảng tầm là 4 kg tương ứng với khoảng 36 khay, 36 đến 38 khay nha các bác nhé. Đây em mới lấy 20 khay, tí nữa em sẽ đi lấy thêm. Bên em cung cấp rất nhiều khay, các bác mua bao nhiêu cũng có hết. Khay 20, khay 23,5 bây giờ đang rất sẵn hàng. Bên em tự sản xuất ra theo cái nhu cầu của các bác. Anh gạt cho nó phẳng, đừng để bên cao bên thấp vì góc cao góc thấp. Đấy, lắc ngang thôi một lần nữa là nó tự nó phẳng. Rồi. Đấy, chuẩn luôn. Sau khi chúng ta chuẩn bị cái lượng khay mạ đổ bùn vào nó hợp lý, cảm thấy nó vừa đủ và đúng theo tính toán thì chúng ta sẽ bắt đầu rắc hạt giống. Rắc hạt giống của chúng ta đổ là cái thau bình thường thôi, rắc vươn cao tay lên cách với lại mặt khay khoảng tầm 1 mét hoặc 70 phân đến 1 mét chúng ta sẽ rắc, thì nó sẽ đều hơn là chúng ta rắc gần, thấp tay nó không được đều đâu. Anh rắc thì em quay đi, cứ cao tay nữa rắc vào giữa thôi, cái lìa rìa tí mình rắc xong. Trong thời gian có người rắc thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chổi chít, mình lưu ý đúng cái chổi loại này nhé, hoặc lấy cái lá cây chuối ấy, xé tơ ra cũng được, hoặc lấy cái chổi này thì nó cứng hơn một tí thì nó dễ hơn. Ta sẽ rắc này, anh cứ rắc vào giữa thì đừng quan tâm cái mé, tí em hướng dẫn rắc cái mé. Thế rắc đều, không cần quá dày, ta cứ đảm bảo 1 cm² có khoảng từ 1 đến 2 hạt là được. Ví dụ các bà con nhìn nhé, như chỗ này này, đây này bằng một đầu ngón tay có 2 hạt rất là ok, nhưng chỗ này rất là thưa thì khi đấy khi cây nó lớn lên chỗ này nó không có hạt giống, nó bỏ với miếng đất này chắc chắn là nó không có cây xuống, mà của đất nó vẫn có đủ, chúng ta sẽ rắc bổ sung thêm vào đấy, cứ bình tĩnh rắc bằng hết thì thôi. Rồi nó ngược nắng, anh ấy lấy cái thau đi đem cái đấy. Bên này xuôi nắng, bên này nó dễ quay. Đấy, đẹp rồi, đẹp rồi. Các bạn nhìn nhé, có những khi rắc chúng ta có những cái hạt nó nằm nổi cộm ở trên này, thì cái đấy cái chổi nó có tác dụng là quét cái hạt này xuống. Ta chỉ cần quan tâm rắc cái phần giữa thôi, còn những cái 4 cái vành xung quanh một tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác rắc cho nó đúng cách, cho nó đẹp.
Rồi phải đi làm thêm gấp đôi khay đấy anh ạ. Ừ. Khay này chưa thua thì ít quá. Nhiều giống vậy, 4 cân nó phải 40 khay. 4 cân nó phải đạt khoảng 40 khay thì mới ăn thua. Rồi anh quay cho em đi, cầm điện thoại cầm lại quay cho em đi. Cái cảnh này thôi gì? Vâng, quay em thôi. Quay em, quay mình nhìn màn hình đấy, nhìn màn hình. Đây nhá các bác nhá. Rồi. Khi mà chúng ta gieo ở cái cạnh này, gieo nó rắc ở trong rất là dễ, nhưng cái cạnh này chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái miếng tôn hoặc là một cái quyển sách hoặc là một cái miếng bìa cắt tông cũng được. Và chúng ta sẽ để vào cái cạnh của cái khay mạ. Để cạnh của cái khay chúng ta rắc vào cái cạnh, rắc vào cái miếng tôn này thì nó sẽ rất là thẳng. Đấy. Đây anh làm cho em quay. Alo. Không, nhưng mà không nhớ đâu, dậy em đã bảo là em đang quay đừng gọi nữa. Nghèo ơi, sáng rồi. Tí nữa tính tiếp. Cái này mình có thể để hẳn lên trên cái thau nhựa, chúng ta có để hẳn thế lên trên mặt này được, nó không hiểu gì cả. Đấy, rắc đi. Các bác nhìn nhé, không phải là cứ nhìn nó vàng vàng này được nhé, rắc phải đủ mật độ nhé. Làm sao bất kỳ 1cm vuông nào cũng phải đều có 1 đến 2 hạt. Nói chung là nó sẽ dày hơn chúng ta kế thủ công ấy. Chứ không phải là cứ nhìn thấy nó đầy đầy mà thôi đâu. Đấy, dày nó cứ phải dày khít thế này này. Làm đấy là đúng. Dạ. Quá là đẹp rồi đấy. Đẹp, cũng thừa nhiều mạ quá. Để cho bên đây, cho bên đây. Nào đẹp rồi, khay này đẹp rồi. Cẩn thận từng khay một đấy chứ không phải cái chuyện rắc lung tung mà được đâu. Từng khay một chứ đâu có phải vớ nó vẩn được đâu. Cấy đẹp hay không nó ăn nhau vào cái da mạ. Đúng rồi. Nghiêng nghiêng tí, lắc lại cho nó chuẩn. Sau khi mà chúng ta hoàn thiện cái công tác rắc khay, và con nhìn này, mạ gieo rất là đều luôn, nó phải dày như thế này nhá. Nhiều bác gieo hơi vàng vàng thế là bỏ qua không được. Ví dụ những cái chỗ thế này, những chỗ như thế này đi, chắc chắn nó cấy xuống sẽ không có cây này. Hoặc những cái chỗ như thế này chắc chắn nó cấy xuống nó không có cây. Chúng ta gieo thật là đều, đều tay. Đấy, nó kín mặt khay như thế này là được. Sau khi chúng ta rắc xong rồi, chúng ta sẽ sử dụng đến chiếc chổi này. Chúng ta sẽ mơn dọc cho cái khay nhá. Mơn dọc cho cái khay, mơn nhẹ thôi để cho những cái hạt nào nó chồm lên nhau thì nó sẽ được nằm xuống bùn. Đấy, chúng ta mơn thật nhẹ nhàng, cứ bình tĩnh. Thì nó mạnh nó không được việc thôi, chúng ta sẽ mơn thật nhẹ thôi. Bên này cũng thế. Mơn để cho những cái hạt nó đè lên nhau nó rơi xuống bùn.
Còn người ta gieo bằng máy thì nó sẽ chuẩn hơn, nó sẽ có cái lượt, có cái lượt đất rắc phủ, nhưng mà mình gieo bằng bùn, gieo bằng này thì nó sẽ không có lượt lượt rắc phủ, nên chúng ta sẽ sử dụng cái này chúng ta gạt. Đấy, bà con nhìn là khi gạt xuống này nó sẽ chìm hết cái hạt trong bùn này, thấy không? Đấy. Mơn nhẹ đấy nhá, chứ không phải là nó quét mạnh nó sẽ hỏng. Thật nhẹ nhàng. Thế là chỉ cần mạnh tay mà cắt là sẽ hỏng khay mạng ngay. Thế sẽ phải gieo lại. Con thấy không? Rất là đẹp. 3 khay, 4 khay quét rồi thì nó nâu đúng không ạ? Tiếp tục. Nay bùn đẹp, rắc quá nó chìm luôn anh ạ. Ồ thì mẹ bùn mới. Rắc phát nó chìm xuống luôn chứ nó không bị như lần trước. Rắc phát nó cứ nổi lên phải quét lâu ấy. Này rắc nó đã chìm rồi. Lần ông Lang gieo thưa mấy lần em gieo là đủ. Đó gieo cũng chuẩn cực kỳ luôn. Cứ lao vào xem. Đó gieo thì là vĩ chứ nữa. Vừa đủ. Được là bao nhiêu khay? Hơi dày, mấy khay này anh gieo dày quá. Mấy khay này anh gieo dày quá. Cứ lao lên thì biết. Không dày đâu, cũng vừa hết. Mấy cái đầu kia thì hơi đẹp, mấy cái này hơi dày quá. Mấy cái thằng cấy mạ máy, cấy máy, cấy to nó cũng gieo thế này đấy. Ừ. Nó phải gieo đạt thế này đấy. Không phải gieo thế này đấy, chứ không phải gieo thưa được đâu. Máy nó bổ là... Đây, gieo dày kín mặt luôn này. Gieo đẹp thật, công nhận anh gieo đều tay. Ừ. Công nhận anh gieo đều tay thật, kín mặt chuyên luôn. Chuyên gieo Đắk Lắk. Nhưng mà kín mặt luôn này. Chuyên gieo Đắk Lắk. Sau khi kết thúc quá trình gieo mạ thì các bác hãy sử dụng một cái biện pháp nào đấy để che chắn chuột bọ cũng như là động vật nó vào nó làm xấu cái khay mạ đi. Còn mưa thì tùy thời tiết, ví dụ mùa hè chúng ta sẽ che lưới đen và che ni lông vào khoảng 3 ngày đầu để cho cái mạ nó ổn định lại đã. Còn sau khi đấy chúng ta có thể mở ra và chỉ che lưới đen để tránh nắng thôi. Còn mùa đông này, mùa này là mùa chúng em gieo chưa đến mùa đông, nên chúng ta chỉ cần phủ lưới để tránh chuột bọ là được. Còn đến mùa đông thì các bác hãy phải phủ ni lông nhé, phủ ni lông cho nó ấm chứ không thì nó không lên được đâu. Chúc các bác thành công với phương pháp gieo mạ của công ty Văn Lang. Đây các bác nhé, sau khoảng hơn 7 ngày gieo thì bây giờ bên này nó đã xanh lè rồi, nó xanh gần bằng bên này mạ nó được tuổi và nó già rồi, thì thoải mái được bên này mạ nó rất là đẹp, nó đẹp khoảng 7 cm. Đấy, các bác gieo xong các bác nhớ che phủ nhá. Đây bên em có rào xung quanh, có lưới chắn chuột bọ và nó phá này. Mùa hè thì các bác căng cái lưới đen cách trên mặt khoảng 2-2.5 m để cho nó tránh nắng. Còn mùa đông thì các bác, mùa đông thì các bác bắt buộc phải phủ ni lông nhé, để cho nó ấm thì nó mới lên được. Mà chúng ta gieo rất là đẹp luôn, mật độ này gần như trên cm nào cũng có từ 2-3 hạt giống. Như vậy chúng ta cấy xuống khẳng định không bao giờ bị bỏ khoáng. Các bác nhìn cây mạ đây, cây mạ đây rất là đẹp đúng không ạ? Có khi còn đẹp hơn gieo máy đấy, có khi đẹp hơn gieo bằng máy luôn. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong các video mới của công ty Máy Nông Nghiệp Văn Lang.